Hello mọi người rồi, nha. Xin chào cả nhà. Thì hôm nay là gia đình của tem chị em Mông Sắc sẽ đi đập hộp một chiếc Candyball. Đây, xin mời vào. Đây, bữa nay là chị của em á là bận công việc, không có đi nhận xe được, thì em sẽ thay mặt chị của em để em đi nhận xe nha, và em đi với anh rể của em. Và đây là cục vàng của tôi, của trưởng nhóm em nha mọi người nha. Rồi bây giờ mời mọi người. Không, bây giờ đi qua đây. Một chút mình đập hộp mình chạy ra. Đấy. Tình tên, đây là chiếc Carnival 2024. Chào mừng em đã về với đội hai chị em Mông Sắc. Đây nè mọi người. Đáng lẽ là ngày hôm qua là để là chúc mừng gia đình Diễm Hương Minh Lân, rồi phải thêm cái tem chị Mông Sắc nữa, nhưng mà do là hẹn lấy xe ngày mai, nhưng mà bữa nay nôn quá lấy luôn, cho nên là không có cái đó nha mọi người nha. Đây, em mời cả nhà đi. Đẹp lắm, mời cả nhà theo chân em nha. Anh bán xe, anh biết, anh tư vấn, anh giới thiệu rồi. Wow. Dạ, cái này lấy cho con Hương. Cái này là dòng Kia Carnival, nó là bản cao cấp nhất. Thì cái phiên bản này là nó có 7 ghế và nó có 2 ghế chủ tịch. Hai ghế này nó mình kiểu như mình đi xa, trên cái đường xa thì mình đi, mình nằm hầu như là mình nằm được luôn. Dạ, mời cả nhà tham khảo. Hai cái ghế này là của hai chị em thôi nha mọi người. Đây là chủ tịch bên kia, còn bên đây là của em. Đó. Còn Gia Bảo thì ngồi kế ba hoặc là ngồi kế chú chính. Wow. Nguyên siêu nha mọi người nha. Thơm mùi gì lên? Thơm mùi tiền. Vàng, để mình đường lên, mình đường test thôi, mình đường test. Cái này là lấy về xong rồi còn phải làm lại nha mọi người, độ lại cái sàn nữa, với lại làm lại cái đồ gác chân nữa. Nó chồng em đang đứng chống nặng nha mọi người. Ủa này bật ra sao anh lớn? Anh cũng chưa biết luôn. Nó có hai cục này là hai cục gì, hai cục nằm luôn à? Hai cái kia này. Không biết cái cục này gì anh lớn, anh Công? Nè, hỏi anh trai có chiếc Carnival trước nè. Anh Công này ngã ra sao anh Công? Ngã nào? Ngã thì nằm thẳng giò ra luôn á. Sáng ơi. Thì đó, bấm cái nút, có nút nè. Anh Sang cái này bấm thẳng giò ra sao anh Sang? Đi nè. Gì? Nè, đúng rồi nè. Không, cái này, đúng rồi. Cái này là kéo từ trên đây xuống đây. Ôi, từ đấy nó thoải mái vô cùng nè mọi người ơi. Đứng. Khó chịu vô cùng. Hai ơi, hai thấy khó chịu không hai? Cái xấu không bà hai? Đẹp quá. Ủa kêu chào. À này, có chính điện đứng đây mà. Chính điện xong mới gạt cho em rồi, không để đâu rồi. Trời, dưới đây có điện nè. Bấm cái miếng này chạy vô nữa. Có massage anh không? Có. Chưa không ơi? Có mọi người ngồi sát bên mát. Ủa rồi sao tôi xuống đây? Nè, tôi nằm được nè. Xe này khác cái dòng xe trước là nó có... Ủa này cao vậy? Thứ nhất là cái xe này cưa số trời, nó tới 2 cưa số trời luôn. Dạ, với lại nó thêm 7 bước chân, rồi cái chỗ nằm này nó thêm 7 bước chân luôn. Gì? Khui luôn được. Chứ nó thêm tiền đúng không? Đúng rồi, thêm tiền. Nói chung là chiếc xe này đẹp lắm mọi người ơi. Đó, mai mốt là về là... sẽ độ lại cái sàn này nữa nha mọi người, độ bằng cái sàn bằng cái gì đó không biết, không rành về xe này là của bà chị tôi đi đập hộp giùm chứ không phải của tôi nghe, đừng ném đá tôi nghe không. Ôi. Vậy mà đổi xe vậy nè mà hả, không biết trên cộng đồng mạng nó ác ghê, nó nói chị tôi bán xe thì bán xe cũ mua xe mới không, chị mà cũng không hài lòng nữa. Đẹp quá, chiếc xe đẹp quá à. Quên, bây giờ tôi quên live stream của tôi luôn ta. Live stream cho người. Hai người ở đây. Chúc với anh đi chụp hình đi, tặng bông. Tặng gấu bông ăn về xài, tặng gấu bông về treo lên xài rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Ok.
Đây, hôm nay Minh Lưng đập xe mới nha cả nhà. Ủa mình có lại gì, anh có livestream không? Anh like đi mấy. À quên. Kêu đổ luôn ha. Đổ cho tôi. Tao bảo. Mình thấy như thế nào không? Hả? Tao, thấy sao? Thấy rất ok. Thấy bà má mua xe mới không? Thấy sao? Thấy mừng, thấy vui. Vui sao mắt mà nhắm rồi bà. Em không được livestream trong vòng 29 ngày. Không phải chị không đăng cái thấy bị nó bị khóa à. Rồi chết rồi, này đi thái nữa nè. Lấy cái kia lái. Đập rồi mình bây giờ mình phải xé siêu đi chứ. Đúng rồi. Xé rồi bây giờ. Bằng này đi chứ. Không, xé trước cái này đi. Không. Này hả? Ừ, bảo vô xé với bà đi con. Vô xé với bà đi con. Vô xé với bà đi con. Đập hợp nha bà ơi. Ngồi xuống đàng hoàng, ngồi như ba vậy đó. Xét từ từ, nhẹ nhẹ, từ từ, từ từ. Thật chắc ra là mình đã biết rồi, đúng không? Tại vì làm trong kiểu hồi hộp thôi, đúng không? Tại vì cái số này đã được định danh trên 90 rồi. Này là biển số định danh nha mọi người. Này là biển số định danh nha mọi người. Cái này là biển số của xe Sendona. Nhưng mà mình đổi xe mới thì mình cũng phải lấy bản số này luôn, chứ không có được đổi bản số khác, không có bán bản số khác mọi người. 8 nút, bỏ số này ổn. Rồi để này tới tôi, trời ông. Ông xé cái phần chính rồi, tới cái phần phụ để tôi chứ. Nó có ông Tài nó xé rồi đó, anh yên tâm. Anh Lưng dích lên cho em biết, em xé anh Lưng. Cái móng tay này không kéo được. Đó, kéo phụ xe vô đã rồi. Đó. Xe gì đâu mơ giờ đấy. Thì tới khi nhận xe thì bên tặng quà này. 2 3 xé cho 1 2 3. Tới bên này, tới bên này. Hành trình như là không có. Ừ. Cái đó là cái radar, cái cam radar. Nó để thích hợp cái điện mà nó đi cái đó. Đó, em xé nè. Em xé thế chị em nha, bữa nay chị em không có nhà. Cái này chị Hương đi công việc rồi nha mọi người. Bữa nay chị em đi công việc rồi, em thế chị em xé siêu. Đẹp quá. Kiếm gì xét. Nè, xé này nè. Cậu nó camera gì? Đâu phải camera hành trình nè. Nó camera hành trình. Mới phải gắn nè. Nè, vô lộn xé bình mũ ghế đây. Cái gì đó có đường xe trong tay. Cái gì nó hơi bén á. Cái gì cũng là ghế đó. Nè, cả nhà nó thiệt sự ra mình khi mình mua xe mới về mà mình xé này nó nghe nó xuống, trời ơi nó xuống. Cái này đáng lẽ nãy anh Sang phải chuẩn bị cho em mấy chai bia. Vô đây ngồi xé nè. Phải chuẩn bị cho em mấy lon bia mới đúng. Không có đó chút xíu được chứ con. Đó thì giờ lên ngồi đi. Đây đây là cái chỗ này là chắc chắn là của Minh Lưng rồi nha. Chứ lẽ của tôi biết lái không nào. Không nổi. Rồi xé đi, khui hàng đi. Xé đi, xé đi. Ra ngoài giao chị mấy lon bia luôn. Đẹp quá. Cái này là lo bót đúng không? Dạ, lo bót. Để máy đi. Để máy đi. Để đứng coi. Ủa kịp không ta, kịp không anh ta. Kịp không? Ở đợi chị mấy lon bia coi. 4 năm rồi mới có. Thật sự ra là 4 năm rồi Minh Lưng mới có được cái cảm giác này nữa nha cả nhà. Anh hại em. Được mà, bia. Tao có. Xịt lên vậy nè. Thôi thôi chưa mà còn nhận quà nữa mà. 2020 ngày 23 tháng 4 năm 2020 là Minh Lưng đã xé như vậy rồi. Bữa nay cái cảm giác xé lỡ lần thứ hai nữa rất là sướng nha.
4 năm rồi mới được xé nữa nè. 4 năm. Trời ơi. Anh đừng ngay đây với em. Quay chủ xe ra mày nói chuyện. Quay chủ xe ra mày nói chuyện. Tôi thay mặt chủ xe. Tôi thay mặt chị tôi chứ. Trời đất ơi. Ôi ôi. Xé cái này mới tươi nè. Xé cái đó mới tươi đó. Ừ, tài xế. Đó. Tài xế là điểm khác biệt của xe này, xe kia làm cái gì đó lên. Hả? Cái nút xa dặn. Nè, cái cần số, nút là này nè, cái này nè. Quan trọng nhất là cái này nè. Đây nè, xé ra nè. Đó, điểm khác biệt rõ rệt đó. Ôi ôi. Cái này là bản mới nhất 2024 luôn á cả nhà. Chiếc xe kia mỗi lần mình kéo lên kéo lên xuống không? Thằng này là chỉ mình nắm dặn thôi nè. Đạp cho nó bụp bụp hai pháo. Giá chính thức của nó lăn bánh là 1,5 tỷ. 1,5 tỷ nha. Thôi vậy khỏi đi. Lấy một chiếc bong bóng. Đó, đây. Đó. Đây. Đó. Đây. Và đặc biệt hồi nãy là Mỹ Nương sẽ thông báo cho mọi người biết một cái này nha. Là lúc mà đi lấy xe bước ra nhà là mưa lớn lắm mọi người. Chưa. Mưa rất là lớn luôn. Đó, có nghĩa là mình làm cái gì mà có nước là có tiền nha mọi người, may mắn nha. Xe gì không? Anh Lưng ơi. Gì? Năm nay hai chồng anh chị đập, năm sau tới hai chồng em đập nha. Ok. Nói chung là hai chồng Mỹ Nương thì chưa có sắm cái này đâu mọi người. Tại vì còn nhỏ, còn trẻ cho nên là chỉ ăn theo của chị tôi thôi. Còn tôi thì chưa có sắm đâu. Nói chung là cũng còn nhỏ lắm, chưa có khả năng. Chỉ ăn theo chị tôi thôi. Gì con? Lột đi, chỗ nào có cái gì là lột cái đó. Giật mạnh ra để làm rẹt rẹt mới tươi. Trời ơi, cái cảm giác nó sướng lắm nha. Cái này chắc phải kêu mấy ảnh à. Bảo con dích lên vô miếng là bảo con dích móng tay vô kéo không được. Xe mới không biết đâu. Đã quá. Cái cảm giác mà bốc siêu ra nó ôi nó đã làm sao. Con xé đi. Cadival 2024 bản cao cấp Signature. Đẹp quá. Ôi, xuống cái lỗ tai kìa. Ôi quá trời luôn nè. Dính tay luôn rồi. Sang lên bắt nhạc rồi Sang. Dạ. Mở nhạc rồi lên rồi chấn động rồi lên đi. Quá đẹp. Cái đó nước hồi nãy trong nó động trong cái miếng mũ em xé ra. Lát tôi cũng xịt nước lên nữa à. Xe mới mọi người. Mình phải ăn mừng nó, mình phải rửa xe. Bây giờ không có bia thì mình lấy nước, mình ăn mừng, mình cứ mình làm rồi. Bia và quay mình nước đó mọi người. Nói chung là bữa nay là chị tôi lấy xe và tôi cũng vui đây. Để xé lại không? Cho nên là
tôi được thì tôi ra cho tôi cái quyền. Giống như là bữa nay chị lấy xe là chị tôi nói là bữa nay chị đi công việc. Bữa nay tôi nói nhà lấy xe giùm chị đi không? Xong cái lưng, xong hai mặt chị tôi đi lấy. Không được. Kệ nó, mình không biết, mình đừng xé lát hồi chờ để cho mấy chú xé đi. Mà đó, xé không biết. Không sao, miếng giấy mà vuông thì chắc không sao đâu. Đẹp quá. Nếu mai mốt mà Mỹ Nương mà có đập hộp á thì giờ Mỹ Nương đập chiếc này nè. Đó, hai chồng Mỹ Nương sẽ đập chiếc này. Thế mà đập, chiếc đó đập mà 400-500 được. Chứ tỷ mấy thì Mỹ Nương chưa có khả năng đâu. Cầm cho em lên lưng. Bây giờ là tới lễ mừng xe nha. Đóng cửa lại Bảo. Du sẽ quay trên bình nước nha. Rồi, lấy bó bông ra nè. Chưa, ông đã tặng mình mà. Ừ. Rồi, ta lại mừng xe thì tặng bông á. Tặng bông quá, ướt quá. Cũng xấu à. Cầm đi. Bây giờ không có bia thì mình tắm bằng nước nha mọi người nha. Chúc mừng. Rửa xe đó mọi người ơi, cái đó là kia là rửa xe đấy nha không? Vui quá, bữa nay chị tôi lấy xe mà tôi vui lây nha mọi người. Thì tôi cũng chuẩn bị được cái xe ké, xe mới. Đây được cái bên hãng hãng tặng được bó bông rất là đẹp nha. Cho mình chụp hình lên đây. Ủa đó anh Sang chưa có trao qua mà. Các anh đã giữ ai bình luận gì chưa? Anh nhận đi. Xe của anh thì anh nhận bông. Wow. Cảm ơn tám với cậu nhiều. Họ còn chiếc thứ hai nữa. Ok. Chiếc là chiếc thứ hai luôn hả? Hay vậy ta, chiếc thứ hai luôn. Không, chiếc này là chiếc thứ hai của anh nhưng mà là chiếc thứ ba rồi. Tại vì cháu rể chị Hương cũng mới đọc một chiếc. Đó, thì hai chiếc liên tiếp là trong vòng một tháng là hai chiếc. Trong vòng tháng hai chiếc. Đây là anh Sang nha. Anh Sang là bán xe của hãng Kia ở Gò Đen nha mọi người. Ai muốn mua xe thì liên hệ với anh Sang nha. Rất là nhiệt tình luôn nha mọi người. Ví dụ như giấy tờ mà mọi người không có lên ký được á, đem tới nhà cho mình ký luôn. Chào tặng cho. Đó, rất là nhiệt tình luôn nha. Dạng tôi đó, dạng tôi nha. Dạng tôi rồi nha. Ba em còn chích nữa. Con nè, con cầm bó qua, con có đôi lời con nói đi. Chích bài vậy. Em thấy mừng như má thôi chứ giờ biết nói gì. Thì con nghe mừng má sao, nói bên nay nhà mình đặt hộp cái xe mới. Nói đi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi kênh Dây Bông Sắt cũng như là yêu thương má con vậy đó. Cảm ơn mọi người đã theo dõi chị em Bông Sắt. Ngày hôm nay con rất là vui vì mẹ má con mới đập hộp được một chiếc xe mới nữa. Rồi sao? Cảm ơn tất cả mọi người. Thank you. Đó. Quá đẹp. Trời ơi, đất. Ê, giống Quốc Bảo rồi anh. Ta thổi cực lắm mới vui rồi. Mai ta trao xe nữa. Được, xíu đổ lại. Trời ơi. Không, chị Hương giờ người ta điện đi làm khách gấp rồi nên không có đi nhận xe được. Nên là chỉ có anh với Mỹ Nương nhận thôi. Cho Du mượn bó bông đi, Du chụp tấm hình với. Đây xe quá đẹp. Mọi người thấy em với bà Hai Phương Lê ai đẹp hơn mọi người? Má Hai Long Xuyên, em với má Hai Long Xuyên ai đẹp hơn? Chắc không keo, chắc xấu hơn bà, đúng không? Đúng không? Chắc không đẹp. Hả bà Phương Lê? Bây giờ video nhận xe tới đây cũng được rồi. Bây giờ một chút hồi sẽ cho xe chạy ra nha mọi người. Mà Phan hả tắt. Tắt livestream thôi nhưng mà để bên đây lợi một chút rồi mình còn chạy xe ra nữa. Bye bye mọi người. Ok.